bạn đang kiểu không biết nói gì, các bạn chỉ cần quay qua Nhi ơi, ơi chị Nhi đây. Đó, các bạn sẽ có một cái sự tự tin hơn nữa để chinh phục chàng trai ngày hôm nay. Anh là người Hà Nội đúng không? Em cực kỳ thích người Hà Nội. Nhà anh có anh trai hay em trai không? Có, anh có anh trai. Em không tin là trên đời này tới có hai thiên thần luôn. Chắc hôm nay em phải di chuyển hộ khẩu nhà em vào tim của ảnh quá. Trời ơi, ngày hôm nay chưa vợ đã thấy ba cô gái thiệt sự rất là tả thính ngôn tình rồi nha. Anh ăn cay không được hả? Anh ít cay. Dạ, đây là trái điểm với em là một người rất là ăn cay. À, như vậy là không thấy không có điểm chung rồi. Bạn nghĩ thì cái khả năng nấu nướng của bạn sẽ chiến thắng ba cô gái còn lại ngày hôm nay không? Nào bây giờ thời gian 30 phút bắt đầu. Hết thời gian. Về phần thịt thì rất là mềm, tuy nhiên là về gia vị thì là quá rõ ràng rồi. Đón xem tập 11 Ấm Tờ Kỳ Duyên phát sóng vào lúc 20:30 thứ sáu ngày 7 tháng 12 năm 2018 trên kênh HTV7.